Nữ sinh viên giảm 7kg trong một tháng nhờ uống bột đậu. Diễm Trang bắt đầu thực đơn ăn kiêng bằng bột đậu trong vòng một tháng và đã giảm được 7kg. Tuy nhiên, nhờ được người chị mách nước, Diễm Trang bắt đầu thực đơn ăn kiêng bằng bột đậu của mình. Kết quả trong vòng một tháng, cô đã giảm được 7kg. Cân nặng hiện tại của Diễm Trang là 53kg. Cô vui vẻ tâm sự: trước đây ngực, mông, đùi, bụng to nên chỉ dám mặc quần legging đen cho có cảm giác người thon thả hơn. Thế nhưng giờ đây cô đã tự tin chuyển sang các loại quần, váy sáng màu, áo phông trắng và trở về với đúng tuổi 21 trẻ trung của mình. Nguyên liệu giảm cân mà Diễm Trang áp dụng bao gồm bột đậu xanh, bột đậu đỏ, bột đậu đen, gạo lứt. Tất cả đem xay nhuyễn và hòa vào với nhau theo tỷ lệ 1:1:1:1. Ban đầu hãy áp dụng 1kg cho mỗi loại trước, để vào hộp kín, bảo quản tốt, uống dần trong vòng 1 tháng. Nếu thiếu pha thêm theo tỷ lệ trên, khi pha bột uống cũng theo tỷ lệ trên. Một cốc bột tương ứng với 250ml nước ấm. Pha xong bột rồi, điều quan trọng là áp dụng theo đúng thực đơn giảm cân kèm theo bài tập đơn giản dưới đây. Áp dụng trong vòng 1 tháng. Mời bạn cùng tham khảo. Thực đơn giảm cân gồm: buổi sáng uống một cốc bột thay bữa ăn sáng. Buổi trưa và tối ăn theo thực đơn hàng ngày của bạn và uống một cốc trước bữa ăn bình thường khoảng 30 phút. Việc uống nước trước bữa ăn sẽ giúp cho các bạn có cảm giác nhanh no và giảm cơn thèm ăn. Lưu ý, trong thực đơn ăn bữa trưa và tối, nên tăng nhiều rau xanh, giảm tinh bột. Chỉ ăn một bát cơm với thịt nạc và rau xanh. Mỗi ngày nên uống tối thiểu 2 lít nước. Bài tập áp dụng như sau. Diễm Trang cho rằng, giảm cân phải được kết hợp giữa thực đơn ăn kiêng và bài tập phù hợp mỗi ngày, để giảm lượng calo cần thiết được bổ sung vào cơ thể. Chính vì thế, bên cạnh chế độ ăn kiêng hợp lý, cô áp dụng phương pháp tập vừa tiện, vừa hiệu quả là đạp xe đạp, nói không với xe buýt và xe đạp điện. Tác dụng giảm cân của bột đậu là nguồn thực phẩm giàu các chất chống oxy hóa và dinh dưỡng như lavanoid, carotenoid, polyphenol, vitamin A, C và axit béo omega 3, mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe, giúp hỗ trợ giảm cân, giảm viêm, tốt cho tim mạch, giúp ngăn ngừa ung thư, chống táo bón và lão hóa. Nhiều người cho rằng uống bột đậu thì khác gì tinh bột, cũng chẳng khác gì cơm gạo chúng ta ăn hàng ngày, làm gì có chuyện chúng giúp giảm cân. Nhưng kỳ thực không phải vậy. Trong các loại bột đậu có nhiều thành phần hỗ trợ giảm cân rất tốt. Không chỉ vậy, nó còn giúp tăng kích cỡ vòng một cách tự nhiên. Chúng ta hãy thử tìm hiểu xem nhé. Đậu xanh có chứa các chất chống oxy hóa, carotenoid, polyphenol, vitamin A, C và axit béo omega 3, rất tốt cho tim mạch, chống táo bón và hỗ trợ giảm cân. Thải độc. Bột đậu đen chứa khoáng chất vi lượng molybden, một thành phần của enzyme oxidase, có tác dụng rất lớn trong việc thải độc tốt cho cơ thể. Tương tự, bột đậu đỏ cũng có một lượng lớn chất kiềm thạch với khả năng thải độc tố cao, loại bỏ các chất cặn bã bám ở thành dạ dày, giảm lượng chất béo hấp thu vào cơ thể. Bên cạnh bột đậu, một thành phần không thể không kể đến trong hỗn hợp bột đậu mà Diễm Trang dùng chính là gạo lứt. Đây là loại gạo vốn nổi tiếng dùng để giảm cân. Nguyên do đơn giản là vì gạo lứt chứa nhiều chất xơ hơn loại gạo trắng thông thường mà chúng ta vẫn thường ăn hàng ngày. Theo phân tích của tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thì do chỉ được xay bỏ vỏ trấu mà giữ lại lớp cám lụa bên ngoài nên hạt gạo lứt có màu nâu đỏ, và đặc biệt vẫn giữ được hơn 90% chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin, các nguyên tố vi lượng có trong mỗi hạt gạo và rất giàu chất xơ. Hàm lượng chất xơ có trong gạo lứt gấp 2 lần so với gạo thường.
nên cơ thể bạn sẽ tiêu hóa chậm hơn và mang lại cảm giác no lâu. Đây chính là nguyên nhân quan trọng giúp bạn không có cảm giác thèm ăn vặt. Chính vì vậy, các bạn khỏi lăn tăn về công dụng giảm cân của hỗn hợp bột đậu nhé.